Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Gừng đã tốt nhưng nếu chế biến theo hướng dẫn của tiến sĩ Nhật càng hiệu quả gấp bội. Cách chế biến gừng của tiến sĩ Nina sau khi xuất bản đã trở thành cuốn sách bán chạy ở Nhật nhờ cách chế biến giúp gừng phát huy tác dụng lên tới 20 lần so với nấu thông thường. Chúng ta đều đã biết gừng là một trong những loại gia vị tốt nhất trong căn bếp của mỗi gia đình đối với sức khỏe. Nhưng cách chế biến gừng thế nào để nhận được lợi ích tốt nhất cho sức khỏe thì không phải ai cũng biết. Đa số chúng ta sử dụng gừng tươi chế biến trực tiếp vào các món ăn hoặc sẽ phơi khô, nghiền thành bột để pha chế hay làm thuốc. Trong bài này, tiến sĩ Nina Ishihara sẽ hướng dẫn bạn cách chế biến gừng đơn giản nhưng hiệu quả tăng gấp 20 lần. Cuốn sách về cách chế biến gừng trở thành sách bán chạy. Theo giới thiệu của tiến sĩ y khoa Nhật Bản, giám đốc Viện Khoa học và Công nghệ Thực phẩm Bình Liễu Yến, gừng có thể cải thiện tình trạng bệnh chân tay lạnh, tăng cường khả năng miễn dịch, giải độc, chống dị ứng và giảm cân. Một cuốn sách vừa mới xuất bản nửa năm đã bán được tới 80.000 bản có tên là Cách hấp gừng tốt cho sức khỏe của tác giả Nina Ishihara đang rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Gừng chứa rất nhiều chất platergenic quý giá, trong đó có chất gingerol có tác dụng làm ấm tứ chi, nâng cao khả năng trao đổi chất, đồng thời chất shogao có thể làm ấm toàn bộ cơ thể, một trong những yếu tố nguồn gốc của việc duy trì trạng thái sức khỏe tốt. Tiến sĩ Nina Ishihara cho rằng nếu hấp gừng, chất gingerol có trong gừng sẽ chuyển hóa thành chất shogao, từ đó sẽ làm tăng hiệu quả lên tới 20 lần, làm cho cơ thể có thể hấp thụ một cách tốt nhất. Đây chính là yếu tố giúp giảm cân hiệu quả và phòng các bệnh liên quan. Những nghiên cứu gần đây phát hiện gừng còn có thể chống oxy hóa, ngăn ngừa chứng viêm não mãn tính, từ đó giúp con người cải thiện việc phòng tránh lão hóa não, sa sút trí tuệ hay giảm trí nhớ. Tiến sĩ Nina cho biết thêm, chất gingerol có trong gừng chuyển hóa thành chất shogao ở môi trường nhiệt độ tốt nhất là từ 80 đến 100 độ C. Vì vậy, nếu trực tiếp cho gừng vào nồi nước đang sôi để nấu ở nhiệt độ có thể dễ dàng vượt quá 100 độ C dẫn đến mất mát chất phenol. Chính vì lý do này mà tiến sĩ Nina khuyên rằng cách ăn gừng tốt nhất chính là hấp. Cách làm món gừng hấp của tiến sĩ Nina: nguyên liệu một củ gừng tươi khoảng 100g. Cách làm: do vỏ gừng chứa rất nhiều các thành phần dinh dưỡng khác nhau nên bạn không nên gọt bỏ vỏ gừng. Rửa sạch gừng, thái thành từng lát mỏng khoảng từ 1 đến 2mm. Đổ vào nồi một lượng nước khoảng 3cm tính từ đáy nồi cho đĩa hấp vào, để gừng lên và đậy khăn vải làm bếp che phủ phần gừng, không để các lát gừng dính đè lên nhau. Đậy vung nồi, nấu lửa vừa, hấp khoảng 30 phút cho đến khi thấy hơi gừng nóng bốc lên là được. Trong quá trình hấp, nếu nước bị cạn thì có thể rót thêm nước vào để không bị làm cháy nồi. Sau khi hấp xong, phơi gừng dưới ánh nắng mặt trời khoảng 2-3 ngày để gừng hoàn toàn khô ráo. Nếu trực tiếp dùng gừng, từng miếng khô này sẽ khá cay, nên tốt nhất bạn nên nghiền gừng thành bột, dùng để pha trà hoặc dùng làm nguyên liệu gia vị chế biến các món ăn theo nhu cầu. Kiến nghị mỗi ngày sử dụng khoảng 1 thìa 2g. Cách làm món viên gừng đông đá của tiến sĩ Nina: nếu như chế biến gừng hấp thành gừng đông đá thì hiệu quả hấp thụ vào cơ thể còn tốt hơn nữa, bởi vì gừng đông đá có thể giúp cơ thể hấp thu toàn bộ chất dinh dưỡng. Cách làm viên gừng đông đá: dùng khoảng 200g gừng đã hấp chín theo hướng dẫn trên, lấy thêm 100ml nước cho vào máy xay sinh tố hoặc cối giã cho nhuyễn thành hỗn hợp nhuyễn. Rót hỗn hợp gừng đã xay vào khay làm đá, để vào ngăn đá cho đông lại thành từng viên gừng như những viên đá nhỏ, gỡ ra cho vào hộp bảo quản. Mỗi lần chế biến món gừng này bảo quản trong ngăn đá và sử dụng trong vòng 1 tháng. Viên gừng đông đá này có thể sử dụng nhiều cách, tốt nhất là cho vào nước chanh để uống, thêm đường và mật ong pha thành một cốc nước để chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Ngoài ra có thể pha vào trà để uống, có tác dụng lợi tiểu, tiêu viêm, loại bỏ độc tố, các chất cặn bã trong cơ thể. Người bị nặng khí nên uống nước này để cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn hơn. Bên cạnh đó, khi nấu các món ăn thông thường, nếu cần dùng đến gừng thì cũng có thể thả viên gừng đông đá này vào nồi canh hoặc các món xào, tác dụng rất tốt. Chúc các bạn khỏe mạnh và sử dụng gừng một cách hiệu quả nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.